cơ sở nào để Văn Quyết mong được giảm án treo giò V-League? 2 trong 5 lần giải quyết khiếu nại đến từ các câu lạc bộ, cầu thủ liên quan, ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều quyết định điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ. Đó có thể xem là cơ sở để Hà Nội FC và Văn Quyết tin về việc có thể giảm án treo giò so với mức 8 trận như hiện tại. Ngày 21 tháng 4, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đình chỉ thi đấu 8 trận, phạt 40 triệu với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết về hành vi xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC thuộc khuôn khổ vòng 7 Nike V-League 2023. Một ngày sau đó, Hà Nội FC quyết định gửi đơn khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại VFF. Theo quy định tại quy định về kỷ luật của VFF xoay quanh án treo giò kể trên, theo lý giải của Hà Nội FC, đội bóng thủ đô chấp nhận việc Văn Quyết chịu án phạt do tiền đạo này đã có phản ứng không đáng có với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Song đội bóng thủ đô cũng cho rằng mức phạt kịch khung lên đến 8 trận là nặng với Văn Quyết bởi va chạm giữa Văn Quyết và trợ lý Nguyên Thành trong tình huống phản ứng sau trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC chỉ là vô tình. Ngoài ra, đội bóng thủ đô tin rằng việc Văn Quyết đã nhận lỗi phản ứng và gửi lời xin lỗi đến trợ lý Nguyên Thành có thể xem là tình tiết giảm nhẹ xoay quanh án kỷ luật mà ban kỷ luật VFF đưa ra với đội trưởng của Hà Nội FC. Theo quy trình, ban giải quyết khiếu nại VFF sau khi nhận đơn từ phía Hà Nội FC và Văn Quyết sẽ giải quyết trong khoảng thời gian 1 tháng. Dựa trên những hồ sơ và tình tiết liên quan, ban giải quyết khiếu nại VFF sẽ đưa ra quyết định về việc giữ nguyên hay giảm nhẹ với Văn Quyết. Trong lịch sử, dựa trên tư liệu được lưu lại trên trang chủ VFF, ban giải quyết khiếu nại VFF đã giải quyết 5 lần về đơn khiếu nại đến từ câu lạc bộ hoặc cầu thủ. 2 trong 5 lần đó, ban giải quyết khiếu nại VFF quyết định điều chỉnh hình phạt theo hướng giảm nhẹ. Ví dụ như 24 tháng 4 năm 2019, ban giải quyết khiếu nại VFF bỏ án phạt đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi giải hạng nhất quốc gia với cầu thủ Nguyễn Văn Quân của xổ số Kiến Thiết Cần Thơ do thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa Bình Phước và xổ số Kiến Thiết Cần Thơ ngày 30 tháng 9 năm 2019. Văn Quân sau đó được giảm xuống chỉ bị treo giò 7 trận. Cũng trong năm 2019, ban giải quyết khiếu nại VFF bỏ hình thức kỷ luật tổ chức trận đấu trên sân nhà không khán giả 1 trận với Hà Nội FC do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh an toàn, gây hoang mang ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2019 trên sân vận động Hàng Đẫy. Số tiền phạt 70 triệu mà Hà Nội FC phải chịu khi ấy thì vẫn giữ nguyên.